Nó có nhớ rung cho trâu cho bình dư sử đạo. Nó nó cũng hơi cho các là thật cho đút xì cái nhuận đề này, cho xì cái nhuận đề này nó cho bình dư đạo. Nếu cũng muốn đàn đấu và rung thế thì xì nếu cũng muốn hỏi đâu bao giờ thế thầu tiêu xì là yếu thế liệu chỉ một tên mình cho yếu luôn nên cho xì nên nó sử đạo nhưng bao rung nó như thế này tên là ca và những thế này tên là ca lô là cái thật chào nhà trò tê rê tê rõ sư cho nó này cô chỉ xếp cho thế nè này cô qua cho chị nhà thảo nên chị xí là lợi chế lúc chị thật chai ủa khó môi à đi cái nhuận đề thảo ở tao xế nè chị này cô ấy luôn chua tê xí ya tê nè xế rù là chị này cô ấy ủa đá rù tốt nè chấm lông nè cô ấy ủa luôn chua thế hẳn lúc chị nè nè môn đau chẳng tao dạy nhà trò hào xí chá là một ủa chua kẹp lá luôn chua giờ thì nó mà nó rõ mùi kẹp lại và trời dù nho nhô được bao mà plan đỡ nè thì sẽ mà mấy khó và sự đời ta bao giờ khó nó khó nó mà cho bao nhiêu mua mình nhận được bao nhiều chủ trì sẵn nào lúc gì để nó bị cho khó nếu giờ chua và là mình đầu chè là giờ là mình đầu tê giờ ok nhất rồi dù bao nhiều nó lỡ nó chỉ nhận chắc không được tỏi dù dù chè mình nhuận nên một đôi tên cha để cho nên cô yêu một cái sự ở trời yêu tôi rất cô yêu ở trời yêu từ nhập bóng tàu thia chỉ ta lấy sư là hầu lúc gì nào nên cũng muốn đau tràn đầy dạ sư lý vitamin E lô hay cho tên nhiều rau mỏ tên đó là bánh mua vitamin B bê lô calcium lô tên đó là thật lâu là potassium lô là sodium lô này ạ thì mà lúc gì nó cũng mấy khoa của thật là lại khó nó mà cho nên mất trầu nè giờ tao chỉnh pha thì giờ tao cho nó lúc gì nó khó nó mà giờ tiền nếu mua cho potassium thì số điểm là lần đầu chỉ nè của trầu yếu trầu hơi nhà cháu của xứ nó thì giờ tiền lên từ khó nó mà của tôi mất thả trái khó lại thì xin mà giờ tiền lên từ cho tao bỏ hòn đá nó chỉ giờ tiền lên từ trầu một tên mình này ạ thì tao chỉnh pha tôi rạ lúc gì nữa nó giờ lúc gì nữa nó mù cùi là thật cho khâu anh nữ dùng thế giờ để thảo yếu nó là yếu tao trên gì đó chỉ là tình yêu nó cho chỉ nó giờ để yếu nó là nó chỉ yếu yếu trời yếu chỉ là nó mù kiểu xem thế này yếu trời yếu lúc chỉ là mù rõ là yếu để mù thái tao tê cam mò liệt tê ạ mò và hỗ trợ bảo đời xử lý để tê rõ cho chán đủ chỉ họ thì nó kia chỉ có trời lòng chưa lâu mà ta hào lô yên đi nó á thế rồi cô nó đây thật xin đây thế rồi cô chán tôi chỉ hắn nó kia thì có trời lúc chế đây nữ bầu chỉ riêng hơi chùa chỉ có trời mà ta hào lô lòng chưa lâu thế thì nó nè thông thì nó lỡ nó chế nữ cô dụ ở trời dụ thầy lâu thế bây giờ thì chánh lâu rồi giờ thì dùng muốn nhân to là tới sự mà chưa rằng có lý dụ lúc chế nữ phim chỉ sai lâu nè là giờ thì anh ấy là muốn ở trong chợ sale để nên chỉ lau sai nên chỉ tua sai này ạ chỉ ở trong lúc chế trong gọi đi vào nên hành trình chia chia lên đây nè nên chỉ là muốn coi lúc chế là coi tiếng cái tàu này có đỡ mỏ thì còn chu tua nè hay sao để khi nào mà chủ yếu thì yếu nó lúc gì thì nó muốn sao thì nó bình sự muốn coi tàu yếu khó tên thì nó này ở trong thì ý kiến được tên cái tên là nó dùng để mò trù thế nếu ở chỗ dù tên là không thể dùng lâu dù tên xuống gió tên là nếu dùng á nếu chứ nhìn nhận mò tên này ạ là dù có dùng xíu mà họ nên cho cô họ nó rút xí nè nếu cũng một họ dù một họ có dù cho biết tha nó chờ theo giờ thì chẳng nên mà món chả gì tên đời chỉ nếu cũng một họ bắt đầu mình chứng minh gì thế nè thì vừa trò chơi này của món trà xia này nè nếu cô vừa dùng tàu theo nếu cô vừa chỉ thay tàu thì vừa giặt chua là một kho tất nhiên mà nếu mua cái kho ba tàu xử lý thì hãy dùng gì để giải lý ít bộ phận bộ nó nếu cô ba tàu lý cọ bộ lên nền cọ bộ yên nên nó là thông thì nó lại lo cho gì nó nếu cô chuyển một bình sự muốn xua tây ạ chỉ dùng là tây ạ của phí tới giờ dùng non mùi nên khổ trời chỉ dạy chỉ dùng tờ tờ một tao dạng cầu thia
thao nó là lo nên cũng chỉ một bên sự mù thì thái lấy ở kia là một kho đó cho sale nên lo tôi chỉ sử dụng này ạ xử lý tự nhiên nhỏ này chỉ lý bây giờ sử dụng tôi nên chia cho nên giờ lý là hai tập bộ tỷ lấy nó mòn thế na em được sao nên cũng chỉ lý kho tao yang gạo na họ chỉ ta đã sử rồi nên cũng chỉ một thì thái tao cho ở sale nên giờ thao một con cha tin đầu tiên bây giờ thì em vừa đầu tê và tên cái là anh đấy nè người cô một cái sự một tỷ thái tàu cho nên nói thế họ nói mấy giờ thì người chọn cái thì nó người thâu mua cho em món thì nó chỉ dù nó chỉ nó mua nó chỉ nếu một cái sự một tỷ thái là một ba tàu mình chỉ thế nè chỉ ta lịch sử là người cô chỉ một ba tàu cho xe và người có vừa tuần nữa nhá người có chỉ chia tuần đời còn những lo sai thì thông thì nó lại lo cho cua thì nó lại cho gì nó nếu mà bình sự một kho cho dù lưu lư lấy thì yêu cho cái sáng nhá giờ sẽ phát sát thì yêu cho cái sáng nè nếu mà bình sự ở có dù ở đây thầu yêu những nhóm xe lấy thì chỉ xe nè chỉ nếu mà bình sự một kho có dù cho linh nó nên sẵn luôn chú yêu cho yêu nhớ ta dùng gì thế nó cú sao thế cú em mua hai lùm mông còn năm tàu cho hai lùm rác xe nó thế mà một cái kho cú hai tàu nó cú bảo thế thì giờ hai đi cha chỉ có cái kho cú hai tàu chỉ mình chỉ dùng nó thôi có sự đỡ hơn rất gì nữa thì cho kho bảo thế là hai lùm rác xe chỉ lùi tù lùi bảo nè thì cho chỉ nhận thế chém lo nó chỉ lùi bảo lại chỉ cú mama hai cái tàu lùm mông tàu sắp lại thế mà một cái lò cú chỉ bảo hai thế chỉ có chỉ mà hai tàu chỉ tàu lúc lún giờ là chỉ tàu lần đầu là chỗ cả và sự đời hàng cái xem mê mê gì thọ cả sự đời hàng gì thế nào giờ thì yêu nó lúc gì nó là chỉ những ô tô yêu nó từ tò mò rồi giờ thì ô tô yêu và nó là chỉ là những tất cả thế nào hoàn để chấm lông cho quân để chấm lông giờ thì yêu muốn chú tận để chấm lông là mù chỉ những cái giá chua và dùng cho là một trò cho nên ô tô chua rất là đồ mò nè xử lý thế ít mà là chỉ là chỉ sẵn nó đâu chỉ sẵn nó mỏi nè chỉ muốn cho cô nó chỉ là một chú cho hậu chỉ nên giờ ba tàu khó này nó nếu cô muốn bình sự là một kho cho yếu lư nó dùng thế nè yếu thế cái xả lô yếu thế lư lô rồi giờ thì ô có yếu do tàu dùng là yếu sẵn nó cá giờ thì ô đâu yếu lư dùng này ạ rồi giờ thì ô đâu yếu xả lô chỉ là xả tàu yếu dùng gì thế cái thứ khác là chỉ là yêu chỉ nên cho tao giống như là yêu cũng một chiếc xe nữa chỉ nên là một kho có yêu lưu giống yêu cần đó cần đó là để tao giống thế nó giờ thì yêu chỉ khó nó là yêu thứ khó tiền nên là một kho yêu lưu lưu thì yêu sẽ kiếm xài lại nữa nè chỉ ta lý sư là cho chỉ để nó nên cố tránh một bên sư một quả có yêu bự chưa giống tiền đó là giờ thì bự ấy giờ thì tết tuần này mà nên chỉ nhận chút rồi nếu mà cái xã chế thần mà bù chế này chỉ cho lý để xử lý gì nó nên bắt tàu nó bắt tàu yêu ở đây cho hơi dùng thế cho hơi dùng gì nữa nè thông thường nó lại lo lúc gì nữa nó nếu có chuyện gì cho là một bên cho bắt con sâu là cho nên họ bắt con sâu thì chỉ cho gì nó cái trong bên có chuyện giống nhau đâu còn nó chưa hết thì mua trong trong cho là một bên cho để lúc ta học được tao hầu ấy bác khăn dòng rồi nè thì nên cúi vào bắt tao ý hành cầu nó đợi nó chấm bông này ạ nó cho gì nó chấm bông mà nếu mua vitamin A share hàng nữa nè vitamin A share hàng chỉ cho nên nó mà nếu ít cho chua là một kho cho dù lúc khám mua nè lấy thì dù cho cá khám mua là dù dù lúc khám mua có bao kỳ rồi nè vitamin A này mà nên hãy cho khó nó chỉ là tiền thứ nhất là chọn đủ loại chỉ chọn bộ kế lô chỉ mới nhỏ nhất cho hàng trung tao nè mà là chỉ phá số chỉ nhớ chọn đủ kia thì là chỉ chọn bộ kế liệu chỉ chọn luôn là nó được bắt tao nè giờ thì lên từ ở trong nó là chỉ mới chỉ tức là một chỉ là cứ vừa vừa cho yêu lúc học môn thì mình chắc ở trong thiên này họ vừa bộ kế tua nó chỉ ta lý sư là cho cô nhớ cho học đẹp luôn là những quy trình dùng cho làm kho đồ cho nên họ vun bờ mà lìa nè mà lìa đâu nè họ cho gì vun gì xiên nè
để tiêu chuyện này rút rút xin nó chót xin nó nếu mà bên sự là một kho tàu chân nhanh và quân bảo trên đảo na quân bảo ở khu ở nó trên đảo chỉ mới cho là nó chỉ nên bắt tàu là theo họ là mà sử dụng gì sẽ giờ thì lên từ họ mama xuống gió na mama họ xuống gió họ chơi gió rau đảo để ta hòn đảo lấy thì tới lên chắc cứ đảo chỉ mới chậm lông là nó cho là một trùng mới cho là một bệnh cho là một sủa cho là một khứ na cho nên mà bệnh sự của kho tàu cho mà mò xuân trọt và nó mà phình đau cho nên cũng nhiều xe có một cái nhiều xe nè cho nên mà bệnh sự kho tàu có nó thiên nó họ cho nên ở yà li và nhẹ nhẹ còn chỉ lên này ạ còn chỉ lên là cho cháu mua thế nè lo cho chị nó cú mà bệnh sự ba tàu yàng cầu thiên nè nhất thì dùng mới cho là muốn nó tên nó chỉ nên cú yếu một bệnh sự một kho tàu kho này nó họ cho giờ thì mà thế thế khi giao to nè khi giao cao khi giao to lên đó nè là cho nó cú một bệnh sự giống như cầu khi nó chỉ cho chỉ còn những chua đó mới chú trọng cho là một số cho yếu khi giao khó nên to nè so với chúng mình chỉ đến đó thì nên một bệnh sự giống nè họ giờ thì lấy từ giờ mà mua còn nhẹ nè mà còn nhẹ đâu là mua cho chỉ xem là nó cho là muốn no cho là muốn bò để chỉ chăm bò nên té đó thì nếu cứ giống như câu này giờ thì dùng gì cho nó giờ muốn chỉ câu thì giờ thì dùng muốn bò để thao rồi thì nếu cứ ở trâu bị cho con nhẹ chỉ khó thì á giờ thì đây cho là muốn no là cho là muốn giờ hình dấu thì đây thì nếu cứ khó tàu còn nó thế nè họ mò còn nhận được nó nè họ giờ thì lên tiêu mò chắc bà thế nè chỉ mất sự giật gì nó cho nhau nhung á cho nhung cho là một lời họ chú nè là lỡ có xe nè cho là một lời là cho là một chỉ cái xe chỉ tôi khăn đây mà lấy mua cho là một trâu cho họ cho đi còn những thứ xe này ạ giờ thì cho đi trâu những thứ gì xe nè chỉ mà đi mua để chủ cho qua cho là một hậu á cho là một hậu đó chứ mà giờ thì nhưng mà buộc hắn cho dù cho mê mê một đứa tỏi dù cả nè trên này cô ấy phải dùng nè hay là chịu lên đó nó chỉ cô mua cho gì và nơi tư xe nè cái gì tư xe là chỉ cho là một tùa cho một chung con nè mà mó chỉ mua cho là một bùa nè cho là một bùa chỉ cho mình chỉ một đứa tỏi dù cả chỉ có dù cả để dùng nè còn là mấy ạ cho nên mà mó cả thì nó sẽ cả nè anh giờ thì lên tin nồng mà muốn nồng cảnh này ạ muốn nồng cảnh này à mới chơi đâu ở giờ thì thầu dù nồng anh phải tự tạo lần đó ở thứ mua cho nó là gì còn nó cứ dù chỉ cho chỉ nhồng theo chỉ chỉ nhồng trong một lời còn nữa chỉ xe này trong một lời gần đây còn chỉ xe là trong chỉ cần chỉ xe chỉ tao khăn thở mà đi mua cho là một cháu đê nè cháu đê cho đê nó cua cho đê và cháu ấy tôi sẽ chia lại thế chỉ cho con để chơi play chỉ mà lấy mua và cho đến nó chỉ cho là một hậu nè chỉ dụ ở trời cho nông cạn nên chơi thế dụ còn nông nên dùng tàu á bây giờ thì lên tứ giờ đi hậu dụ lúc la lấy cho nhông để muốn một chua nè chứ thầm mà vì nó mỏ ta chỉ dụ họ nó có muốn một chua nhau nhau rồi nè chỉ muốn giật xì xì nó cho là một no nè xì xì cho là một no nó cũng mới đạt được khoản nào theo chỉ ta lên đại sứ ở chỗ này ngồi giờ thì nó rất là mỏ mồi chỉ xa nè thế rất mỏ để nó chỉ xa rung là giờ thì thế thảo yếu nó mồi chỉ đi rung được bao trả nè chỉ cho nó cú yếu xì cho gì yếu xì nó cho là muốn nó là nó cú yếu đạt tàu theo mà cho nhân nhung là cho bọn nó xìa nó cho tàu xìa thì bọn nó đưa bộ là nó đưa xìa nè nè chính chúa đã là cô dễ giống như con nè hoa để cho nên là trà mà mà plá lô plá mà bao lô thế thật nó luôn gọi là plá chỉ chính đến đâu này ạ hoặc nó là cô chỉ cho gì nó cho là nó nè cho nó chỉ nên cô dễ khó tới như con giờ thì lên từ nó cho nó là bây giờ thì họ cho cô để cho em luôn nó là chỉ ở trong một tập trung là nè tại dùng gì nó
tôi chỉ thế vừa cho dù chỉ mất bla luôn để thầu dù tôi thọ bla này tôi thọ bla từ từ trong tập liên đầu chỉ mất cho luôn nó cho là một cháu hậu lý thì cho là một và sẽ để cho tôi món nó là nên cứ dùng một cái sự khó tập hoàn để tôi thọ bla nó thế này họ lúc chỉ nó nếu mới thắt và nếu và trâu chân những lo thì nó nên gạo là những rau thì thế thì vào trâu tê dạo ở chỉ trong lìa thì tê tê dạo nên chỉ mua chân gì này dạo nên tại tàu là dùng gì nó tại họ dùng chỉ là muốn dùng gì thế nếu vào trâu dù tê chào và tê chạy gì này dạo này thì tê chào và tập trung ở hai sao gì đó nếu vào chỉ kỳ cả mò nó mình cho họ thì nếu vào giờ là mình sửa lại tin đó nè chỉ sẽ mua chỉ là một khu là nè mua tất cả là nó thì nếu chỉ mua tên mình trong đấy khoảng nào thì khó dù cho gì ha hoa giờ giờ lấy tiền lên tư cho gì nhiều này cho gì nhiều là giờ tiền à dù lúc chơi cho gì là nè accept nè thì cho gì là chỉ để thầm mắm mò tin đó nè chỉ cho nó mua chậm lông là nó chỉ là một trâu để hầu này thì chỉ là một chung để mất chủ được quân để làm mình sao để hầu cho nên ở trong cho gì ta dùng gì thì à đã lúc gì nó ya thì yêu nó lên nó lại nó chê mình chưa thì là một khó thế cái món nó siêu ya nên cố chỉnh ba là một khó cái yêu xuyên để ở lưu dụng thì à một thứ yêu là một đại đạo yêu xuyên đại là nên cố yêu khó tao số lượng số tu cũng khá xia thì yêu trâu yêu lúa hay lúa nhà chắp lại nó thì gì lúc xia là nên cố hay lúa nhà chỉ cho cha lúc trâu thì nào nhất trâu chê giờ đi học lúc xưa là nó yêu cô ở tàu chỉnh pha thế ở tàu xưa yêu lúc xưa thế ở tàu khỏi lúc xưa thế nào vì tàu khỏi thì lúc xưa nó mà giờ thì mò mẹ xưa mà yêu chụp bao liệu tàu từ từ mò lo là mà đi bao nè lúc xưa là nó họ cho bao nhiêu và giờ cho con giờ chỉ xin này ạ này thì cho chơi cái gì thôi à lo trở xa lấy cái nhân chu li nè chỉ chết gì còn để nó cứ mất mất khó khó tàu thế nào chết gì và gì cả nhiều đề này này nó một chế nếu cứ vừa khó tàu khó nó cứ vừa trở về tới chơi con giờ tới suy diễn này trở tranh nhau dạng cầu theo hay giờ thì là dù một cái khó xa và nữa ác sẽ nó lo hàng này ạ suy đi thì tới lúc khó xa này chỉ đi thêm vùng nó lo đời nè thì cho cho nó mà mò luôn tên là chỉ mua cho cha nó cho là một chung 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 mà mới cho là một khứ nè chỉ nên cô và dùng theo ha đến cho chỉ chỉ xe nó là cho chỉ xe nó giờ thì cho mua cho là một chung mà mò là cho một vô cùng mò á chỉ cho là một bánh tôi thấy khó xa và nếu mua giờ thì nên một kỳ đó cả mò và nè vì thế nên một chả đen rồi nè chỉ nên cô về kho tàu khó mò thì nó theo tất nhiên mà cái gì cho nó chỉ nhẹ cũng học nhẹ theo nhẹ cũng học nhẹ theo giờ thì dùng một cái kia nữa họ chỉ chỉ là những chữ cũ chữ mo nè chỉ là những học nên thì một cái kia nên mo mo luôn nên chú nó đang gọi chữ thò luôn cú lu tôi mu nó chỉ tôi nói tôi chỉ học á chỉ chỉ thật là tao là nè chỉ ta lấy chọn để ở ta ta là nó sư lúc gì nó nên cố tránh dùng cho một khó đầu tê và tê khó xa một mô của bao này ạ một mô của bao này tê trừ tên đảo nè và nó chỉ cố gắng mô gì nó chung 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 cho là một khứ cho chỉ cố gắng ở trâu tê khó xa dùng thế giờ thì trừ nó chỉ nên cố gắng ở trâu lúc trừ là nó bại tàu chỉ nên cố gắng ở trâu trừ tùa ạ khó nó mà giờ cho bê ý chữ chỉ là na, còn nó giờ chọn lên chọn nên và giờ lên cho chọn chế này chế lên chế tôi cứu này cho na, mà muốn chọn chọn blog nó na, chọn blog nó cho là một chung chúa cho là một khử, ý bây giờ mình cứ vào dùng họ, để tôi mình cho cứ chỉ mò, để chỉ để tôi nhìn mò cần đầu thế na, và trừ tiền gai này ở ta thì theo họ chỉ ta lên đời xưa là họ là những họ chỉ tranh chấp lời theo giờ thì lên tư tế bất sản này người ta nè lấy thế giờ thì dùng một vật trời dùng to thì vật trời cho bất sản này mình chỉ dùng là giờ là mò mò thế đó chỉ mới chạm lông nó nè mới chạm lông nó cho là một trùng chua chỉ cho là một khứ
chỉ nên cô khó tao cho bớt sát tao nông thiên nông cho cô vợ nhớ rồi hồi chọn blong để cho chị nó nè nó cứ chỉnh rong cho là một khó lấy cho một plan cho lấy cho một khử cho bọn mong bớt xa mất tiền tiền tao ấy tiền tiền tao tiền đi tiền đi tao nè nhở để chị lấy mong mong on nè là cứ plan rong y hằng cầu thiên họ hãy dùng gì để cho nên và mà mò giờ thì tại mò lần tới cho luật hay thì mà bắt đầu á cũng lâu mà thì bắt đầu nó chỉ biết mong chỉ giờ mò giờ thì tại cho nó mà giờ thì đủ trả lần na lần như mò họ dùng chế to là chế tàu cái hàng cái tàu na cho nó phèn tàu nó mò rồi cho nên ở mò nó như rồi lại thì lại nó thì giờ thế nên mà nó chỉ tao cái cái lô nó chỉ tao tự dạo còn một công ty này ạ một công ty thế nó chỉ tao tự dạo chút chút đó nó mà chỉ lấy word mà mò chỉ một chỉ tao kể đi nè cho nên là nó giờ thì đang tìm một món cháo là giờ thì tiếp lao xuống cao trên đầu chỉ mò cho là một cháo nè cho là một cháo lô cho là một chong lô và tao cho cô đỡ cho là một giải tao hậu chỉ nghĩ cô dụ ở trâu cho anh chào nên người tua tàu nè theo và dụ ở trâu tiếp lao nên người rong cao đu đu lâu thì sau đó lo tôi là tôi ít xem mà người tiếp lao hộp của mì lâu tên đó nè chỉ giờ thì dùng mỗi chỗ ở nó chỉ nghĩ cô dụ ở trâu tiếp lao nên rong cao thế tê cá là tên chào sau dụ tàu nên tua tàu tất sự dụ chủ tàu mới rời lại thì cho còn để cho sau tàu cho mà đi mới rời tàu mà nên thế liệu tôi ta cho chị nó của chính cho cái này ạ cho chị nó mà cho chị mà yên nó tao theo mới cho là một chuyên chị thế nó họ cho nhìn nhau để cứ cho là một tổ câu thế nó yên cậu nè họ cho luôn mà mò nè cứ chị cho là một la để có chị cho là một chuyên chị anh chị cứ cho thế nó bị cho khỏi thì họ nhầm luôn nó nếu một tên mình ấy sẽ hành nè chỉ nên cúi em là một vật dụng không mang được bọc kia chỉ ta lấy chấm bông nó là cúi sỉ cho là một trâu tê chiên nó nè tê chiên nó luôn cho là một dù khi cho cá từ sau về chúng người cá nhiều để thì xem mà cúi sỉ bao giờ luôn mong hồi cha cho cá rồi cá xuống đó nè lấy cho dù họ họ là cúi chuyện cho là một bún bò luôn trên đó nè hãy cho chết gì nè cho là một bún bò luôn thì chúng mới khó vào của thả ta là đấy thả gì nên đó thì cũng mất thả đuôi rồi gì nè cho nên vừa mất trậu này là lúc trậu tới mình ta dù tao chỉnh pha cho nên cho gì nó ra vì cho khó thì nếu mà phụ thực xem thì khi xem đâu hình như thế dù năm một chuyện này vừa trậu dù lúc trậu này vừa học được nhà cho học của như thế là lúc trậu mất tới mình là chuyện cho anh chồng nè chỉ ta lý sư là lúc gì nên nó là cho gì nên nó nếu cô mất tiền gì đó, nhà cần cầu thia, để xem mà nếu cô mất tiền nhà và yêu chịu bao cho thia, vì cho họ kể xí nó nhà cô xí nhà nhà cô phải bao nhà ấy à, thế tu nếu cô chỉ mới thu mỏ là mù, và tha tu tu cá là nó à, thế tu nếu cô phải mua, chỉ thế rồi yêu xí cô chủ nhà để xí lịch tu xí cô yêu chỉ dùng, giờ thế nên tu xí lỡ nó là tàu chèn pha thia, giờ tàu thảo yêu sĩ là yếm lâu sẽ nếu mà họ chạy xa thì chả giờ thì nếu mà họ chạy xa thì chỉ dùng là yếu tàu chuyển pha thế nè giờ liệu là họ cứ thả cho lúc gì cái nhau để nó chỉ cố mua cho là cho chi nó sẽ để thở trong đầu ít chống phun như sự đời.